em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em? Dạ em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Con mở quà đi cưng. Bỏ phố thì tranh thuê. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok, cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, thôi đưa anh coi anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ, anh tôi cũng quà tặng. Anh có một cái đồng hồ cũng về tặng em, thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để em cầm cho mình. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Đồng hồ tượng trưng thời gian, và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh ạ. Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mơ mong ước của em, là nhìn anh rất là hiền lành rồi. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao không ạ? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích. Đây đây em. Mời nhà trai. Rồi chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi, chào, chúng chào bạn gái bên kia và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi bạn gái em giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và chào bên trai bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Hằng, em sinh năm 92, hiện nay 28 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống Hóc Môn, nghề nghiệp là kế toán ạ. Rồi, mời em trai ơi. Dạ em xin giới thiệu bản thân, em tên là Long, em đến từ Đồng Nai, nay em 35 tuổi và nghề nghiệp của em là kinh doanh về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ạ. Dạ. Long làm ở Đồng Nai luôn hả? Dạ đúng. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Long? Ưu điểm của em là em làm việc độc lập rất là tốt, biết quan tâm chia sẻ cho mọi người. Còn cái điểm yếu của em thì em hay hơi nóng tính, hay tin tưởng người quá. Ừ. Thành ra nhiều lúc hay bị những cái vấn đề gọi là rủi ro trong cuộc sống một chút xíu. Em nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, dễ gần và sống tình cảm. Còn khuyết điểm của em là hơi cọc tính. Gái mặt cọc tính vậy đó hả? Cọc là cọc cỡ nào? Cọc đúng kiểu là bình thường rất là vui vẻ, nhưng mà nhiều khi mà đụng tới chuyện hay gì mà nói nhiều quá là em cọc tính. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ạ, cách đây đã được 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ, quen được 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, thứ nhất là vấn đề địa lý xa, với anh nó hay ghen với là kiểm soát nhiều quá. Bên em có mấy mối tình? Dạ em thì có 3-4 mối tình rồi. À. Dài nhất là mấy năm? Long. Dạ dài nhất là mối tình em là được 3 năm. À, xin lỗi hỏi bên đàn trai là em có ghen không? Có chút ạ. Trong phạm vi cho phép thôi. Phải ghen cho nó có gia vị của dạ, tình yêu rồi. Ha. Rồi bây giờ đàn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình như thế nào? Dạ thứ nhất là ngoại hình thì cao hơn em một chút ạ. Cao em trên 1m7 ạ. Em cao mét mấy? Bạn nam? Dạ em cao 1m7 ạ. Đúng dạ. Ý luôn ha. Rồi còn gì nữa cưng? Không móng, không hơ, không đầu hói. Còn nếu mà đầu hói đơn nguyên đầu chọc cũng được. Khó cái vui quá. Rồi đó nè. Phải qua cản khó liền à. Có cái gì thì cái đó là cái quan điểm của người ta. Nghĩ sao mà vừa ừ. móm mà vừa hô rồi không? Chào em. Chấp nhận cạo đúng không? Cạo ừ. đầu đẹp trai đúng không? Giống Phan Đình Tùng ạ. À. Mỗi người lý tưởng là Phan Tùng dạ, đúng không? Mỗi người là lý tưởng là anh Quỳnh Sơn ạ. À. Mẫu người lý tưởng anh Quyền Linh đó là có hói chút hói cạo luôn đi cạo đầu đi anh có hói không nè coi có hói không nè anh hài hòa không đẹp không hói em giống anh không mẫu hình của em thì cũng dễ chịu lắm không có gọi là khắt khe quá đâu em thì cứ một người con gái gọi là sống có tình cảm sống thị trung và có trách nhiệm với gia đình là ok. Rồi cái ngoại hình sao nè? Chung là cao 1m từ 1m55 trở lên là được. 1m55, mét nhiêu nè? Em 1m58 ạ. Hơn luôn. Nói chứ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em họ của em ạ. Tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai anh chị tham gia chương trình, khán giả trong trường quay. Nói chung là em cũng chưa yêu nhiều nên cũng chưa đánh giá được gì nhiều. Nhưng mà em thấy chị nên hiền và đẹp hợp anh Long ơi. Gặp em nhấn đúng không? Dạ nhấn. Nghe vậy là hiểu à ha. Em đi với ai?
Dạ em đi với bố mẹ và bạn thân ạ. Kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Kính chào cháu trai trên kia, chào toàn thể khán giả trong trường quay. Nói về khuyết điểm con gái thôi thì trước mắt là tôi nói cái khuyết điểm trước, cháu là làm người chậm, tính cộc tính. Còn về ưu điểm, cháu hiền lành, hiếu với cha mẹ, cẩn thận, tính gọn gàng. Còn riêng cháu trai thì chú nhận xét như thế này. Đối với chú thì chú thấy là cháu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới làm ra vật chất về kinh tế được. Bây giờ cháu ở Đồng Nai, cháu ở tỉnh huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phú ạ. Chú nói cho cháu biết là gia đình chú thì được có hai đứa con gái, là cháu Hằng là con gái đầu của chú. Nếu hai con mà có duyên với nhau thì cho một cơ hội để bấm nốt, thế thôi. Rồi. Xin chào chương trình. Rồi. Cảm ơn bố. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Trời. Em chào anh. Anh có món quà tặng dạ, em cũng có món quà tặng. Rồi, cảm ơn em. Con mở quà đi cưng. Bố bố thì tranh thuê. Cái này thì em mới thuê được 50% thôi, nhưng mà hy vọng sau này nếu mà về chung một nhà thì em sẽ thuê tiếp phần còn lại. Ok, cảm ơn em nhiều. Và anh cũng thấy nó rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn. Thôi đưa anh coi anh cất kêu cho. Dạ. Phụ cho trợ lý tình yêu. Dạ, anh sẽ tôi cũng quà tặng. Anh có một cái đồng hồ cũng về tặng em thì anh biết là em đã có rồi nhưng mà cũng vô tình thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh muốn gửi tặng đến em. Để em tặng cho mình. Ừ, em nói ý nghĩa đi. Đồng hồ tượng trưng thời gian, và khi mà em buồn hay là em có chuyện vui gì đó thì em cũng có lúc em nhớ đến cái thời gian này để em có thể nhắn tin và gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh ạ. Em nhìn nhận về anh thế nào về cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh? Thì em thấy anh ngoại hình rất là đúng mong ước của em, là nhìn anh rất là hiền lành. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc. Có biết chơi thể thao hả? Nói chung là anh những cái môn về tệ nạn thì anh không có chơi. Anh chỉ chơi về các môn thể thao thì anh chơi rất là nhiều. Em có thích xem đá banh không ạ? Dạ có ạ. Vậy hả? Dạ, có gì em với anh cùng xem chung. Đúng rồi. Anh rất thích là xem đá banh. Cùng gu rồi đó. Hiện đang anh đang ở Đồng Nai, em thì ở Hóc Môn. Thì không biết thời gian hẹn hò như thế nào vậy anh? Anh thì công việc của anh cũng rất là nhiều, nhưng mà anh sắp xếp được hết. Một tuần anh có thể thăm em một lần. Anh cũng ở rất là xa, chứ không phải là ở gần đây. Nên nếu mà mình đã quen nhau rồi, em có thể sắp xếp thời gian xuống anh thăm anh được. Dạ nếu mà tình cảm đủ lớn thì có thể sắp xếp được ạ. Anh kinh doanh là anh kinh doanh tại nhà hay là anh phải đi thị trường? Anh kinh doanh tại nhà. Anh làm chủ cái công việc kinh doanh của anh. Dạ đúng, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Bây giờ có nhà, có cửa, có đất, có đai để chuẩn bị lấy vợ chưa nè? Dạ đất thì cũng có, nhà thì em cũng có ở luôn. Dạ thì em cũng đang ở kinh doanh và em ở riêng với gia đình, chứ em không ở chung với gia đình. Bây giờ là mình bước tới cô gái, mình hát bài nào đó. Đó. Dạ. Đúng rồi. Nói chung là cái lần đầu tiên gặp em thì anh thật sự là cũng rất là rung động. Và em cũng có một bài hát. Từ khi anh chỉ yêu mình em, cuộc sống trong anh bỗng nhiên đổi thay đẹp sao. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Trời ơi. Hiện nay em có một trò chơi nhỏ dành tặng anh. Anh chỉ có hai câu trả lời, một là ơi hoặc là ừ. Em là người hỏi và anh là người trả lời. Rồi, em ghi ra câu anh hỏi. Anh ơi. Anh ơi. Anh có thấy em quen không? Có, là quen nãy giờ đó. Không, ý là trước đây anh đã thấy em có quen không? Có, anh có, hình như là anh có một cái gọi là con giác quan nào đó là anh gặp được em từ lúc nào. Chứ em là nhìn thấy anh quen lắm á. Vì nhìn anh giống đóng kênh rễ tương lai của mẹ em. Vì nhìn anh giống đóng kênh rễ tương lai của mẹ em. Trời ơi đó. Chúng ta để tay mình nút bấm. Thích thì mình bấm, không thích thì không cần bấm. 1 2 3. Đó, tôi nghe hai cái cạch rồi. Yên tâm rồi. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau. Xin phép bố mẹ cho hung em luôn. Dạ, em xin phép gia đình cho hung bé được cái à.
em giữ hết. Dạ. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám thế giới sắc đẹp, giúp bạn trắng da, bật tông, trẻ hóa da. Đặc biệt trị dứt điểm nám lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy đưa bạn gái đi tâm sự đi, chia sẻ với nhau nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn nhé. Trong tập này có một cặp không thành công, nên khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Mỗi cặp đôi có một cảm xúc khác nhau.